Để giới thiệu với các bạn cái cây vả đấy. Cây vả mà hôm mình hướng dẫn các bạn cách gieo hạt đấy. Bây giờ mình trồng ra vườn to như thế này. Các bạn nhìn cái lá này. Khi mà nó tốt ăn thì cái lá nó sẽ to rất là lớn như thế này nhá. Đây mình đo cho các bạn xem này. Đường kính lá nó rơi vào tầm từ đây đến đây là 50 cm. Cái lá nó như cái quạt luôn. Đấy. Cây vả là một trong những cây phong thủy rất là tốt, được sử dụng trồng trang trí trong ngôi nhà nhà bạn. Quả thì có thể dùng quả xanh, muối như là sung ấy, hoặc là quả chín để ăn. Đây. Cái lá to nhất này thì nó rơi vào tầm khoảng độ 70 cm. Đây, lá rất là to này các bạn này. Đấy. Các bạn nhìn này. Nhìn cái bàn tay mình vào cái lá này. Đây là cây vả mật nhé các bạn nhé. Đây. Mình cũng trồng vài cây ở trên vườn. Tuy nhiên quay cho các bạn xem là để cho các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ kiếm một cái quả về chúng ta gieo hạt. Từ đó là nó sẽ ra những cái cây được gọi là thuần chủng. Nó ngon như những cái quả mà chúng ta kiếm được. Đấy. Vâng, xin cảm ơn các bạn nhé. Các bạn hãy trồng những cái cây vả như thế này trong ngôi vườn của nhà mình, để trang trí cho ngôi nhà này, làm bóng mát này, và lấy quả để ăn này. Rất là nhiều người đã trồng trong những khu biệt thự rất là đẹp các bạn ạ. Rất là đẹp nhé, bóng mát rất là tốt. Xin cảm ơn các bạn nhé. Các bạn hãy nhấn thích video ủng hộ mình nhé.